Thì nếu mà gym cỡ combo này giờ thị trường giá khoảng nhiêu anh? Giá gym khoảng 100 triệu em ạ. Dạ. Anh Thiện giờ cho em chạy thử nha anh. Ớn quá à. Chạy chiếc xe 1 tỷ mấy cảm thấy rung và hồi hộp quá. Cảm ơn anh đã tặng em chiếc xe với cái túi xách nha. Rồi về nhớ sang tên nha em. Xong rồi chuyển khoản luôn hả? Chuyển khoản luôn. Kính chào quý vị khán giả đến với kênh YouTube nghệ sĩ Tiết Cương. Hiện tại thì Tiết Cương đang đi một con hẻm ở quận 10 và hôm nay đã vô tập cuối cùng của series SS50. Và hôm nay là tập cuối thì thưa quý vị, tập cuối lúc nào cũng phải gây cấn và hấp dẫn nhất. Hôm nay sẽ giới thiệu quý vị SS50 1972. Theo Tiết Cương biết, chiếc xe này là một trong những chiếc xe đẹp nhất Việt Nam và trị giá của nó hơn 1 tỷ đồng. Bây giờ mời mọi người đồng hành cùng Tiết Cương xem chiếc SS50 1972 này nó đẹp như thế nào nhé. Xin mời bà con đi với tôi, let's go. Thưa quý vị, và bây giờ Tiết Cương đang đứng trước túp lều tranh, căn nhà của chiếc xe SS50 1972 này. Mời bà con đi cùng với Tiết Cương xem chiếc xe này nhé. Ôi, chủ nhân đã dựng sẵn chiếc xe rồi. Trời ơi, chiếc xe đẹp quá, không hổ danh là chiếc 72 đẹp nhất Việt Nam. Trời ơi, đã quá, cho tôi ôm nó một cái. Ủa, ổng đâu mất tiêu rồi ta? Tôi chết. Ở trời ơi, ổng đây nè. Chào anh. May quá, anh đeo cái này vô nói chuyện cho rõ. À, anh mà không ra kịp em chết xe em chạy ra ngoài luôn rồi đó. Trời ơi, cho em chạy thoải mái quá vậy. Chạy đâu có thoát đâu. Xung quanh nhà này toàn camera không, vừa ra khỏi nhà bị công an bắt liền. À, xin chào anh Thiện. À, giới thiệu quý vị khán giả, đây là anh Thiện, chủ nhân của chiếc SS50 1972 mà Tiết Cương nói là đẹp nhất Việt Nam này. Anh Thiện ơi, anh có thể giới thiệu cho quý vị khán giả biết là anh năm nay bao nhiêu tuổi không? À, anh Thiện năm nay được 52 tuổi rồi. 52 tuổi hả? 52 tuổi sao tóc anh bạc quá vậy? Em nghĩ là chắc anh lo suy nghĩ nhiều về những chiếc xe này và anh phải sưu tầm nó và anh phải lo lắng chăm sóc cho nó nên tóc anh bạc đúng không? Anh có thể giới thiệu quý vị khán giả là công việc của anh ngày xưa là gì không? Công việc chính của anh sau khi anh ra trường. Dạ. Thì anh làm nghề thợ bạc. À. Anh làm nghề thợ bạc khoảng 6 năm. À. Sau đó anh có chuyển sang một cái công việc mới. Dạ. À, và từ đó thì anh có dính líu tới đam mê cái dòng xe 67 này. Ngày xưa ba anh còn mang về mấy cái xe mới á. Dạ. Cho nên anh liên tưởng lại để anh sở hữu lại những dòng xe mà ba anh đã từng sở hữu. À, như vậy là anh Thiện cũng giống như Tiết Cương, từ thuở bé đã có cái niềm đam mê với những chiếc xe 67 rồi. Cho nên khi anh lớn lên thì anh có điều kiện là anh sau khi mà lo xong cơm áo gạo tiền ha anh Thiện ha, là mình có điều kiện bắt đầu là mình bắt đầu nghĩ tới mình sưu tầm về nó ha. Đúng rồi, để mình ôn lại những kỷ niệm. À, như vậy là chiếc này cho em hỏi anh đã sở hữu nó mấy năm rồi? Xe này cái gốc gác từ khi anh sở hữu nó đến nay khoảng 8 năm rồi em trai. Dạ, 8 năm. 8 năm. 8 năm về trước, mà trước đó thì cái chiếc xe này anh mua bao nhiêu tiền? Lúc thời điểm anh mua là 350 triệu. Wow. 8 năm về trước 8 năm về trước 350 triệu rất là nhiều tiền. Lớn lắm mà anh dám như vậy, dám sắm vậy chứng tỏ là ông này cũng chịu chơi lắm á. Và bây giờ thì Tiết Cương thấy cái xe này cái giá trị nó là đội lên khủng khiếp lắm. Cái đó mình bàn sao ha. Thôi bây giờ em cũng nôn nóng lắm rồi, quý vị khán giả cũng nôn nóng lắm rồi. Thì trong cái series mà SS50 của em đó, từ đời 65 á tới bây giờ cái tập này là tập cuối là 72. Và thưa quý vị, Tiết Cương là phải chọn chiếc xe đẹp nhất để giới thiệu với quý vị đó. Mà anh Thiện là nhà sưu tầm và chơi xe cho nên ảnh rất là hiểu về nó. Và hôm nay em rất là vui khi mà anh Thiện sẽ giúp em cùng quý vị khán giả trải nghiệm chiếc xe này từ A tới Z nha. Rồi, anh em mình phải mần thịt nó từ A tới Z để quý vị khán giả tường tận hết về cái chiếc 72 này nha. Đồng hồ của nó là đề nó có 50 phân khối mà sao nó đề tới 100 dữ vậy anh Thiện? Ừ đúng rồi em, dòng SS50
thì dạ, đồng hồ nó sẽ từ 0 đến 100. Dạ. Nhưng đúng của 50 mẻ đấy, 50V ấy, thì dạ, cái số 5 nó sẽ nằm ngay điểm 95 em ạ. Dạ. Là khi mình lên tới tăng tốc mà tới số cuối cùng đó là mình có thể chạy được 95 km/h. 95 km/h. Ghê vậy? Dạ? Dạ, đúng rồi, đó là dòng máy đá 50V mình nó là 72 đấy. Dạ dạ dạ. Em phải nói em sợ mấy kỹ sư Nhật luôn á. Xe có 50 phân khối mà tăng tốc lên tới 95 km/h là mình chạy có thể được 100 luôn ha anh. Có khả năng lên 100 luôn em. Ghê thiệt. Đường trường đường thẳng rất đẹp này chạy đó luôn. Tiếp theo đó là thưa quý vị, cái ghi đông. À, cái ghi đông này là gọi là ghi đông sao quăng. Gọi là sao anh? Sao quăng là sao? Là hơi đồ. Đó là những kỷ niệm mà ngày năm bảy mấy anh em lớn tuổi ta chơi là dạ, cho rằng là sao quăng. Cái ghi đông này là phải nói gọi là ghi đông gọi là quyền thoại của 72 ha. À, mình nhắc tới 72 là nhắc tới cái ghi đông này ha. À, cái này là zin của nó không anh? Zin luôn em. Zin của nó có những cái đường sọc quăng này đẹp quá ha. Nó khác 67 không anh? Khác 67, 67 mình có 4 ngắn thôi em. Cái này mấy ngắn? Cái này 7 ngắn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngắn nha bà con. Đó. Rồi giờ tới cái bình xăng. Ủa em nhớ bình xăng 67 nó đâu có cái ổ khóa này anh. Đúng em, cái dòng 67 thì nó nắp xăng trơn. Dạ. Nhưng khi qua 72 thì nó cho mình thêm một loại nắp xăng khóa. Để... đây là nắp xăng này, nắp xăng gọi là đồ chơi mình gắn vô. Đỡ bị ăn cắp hả anh? Không bị mất cắp. Mở ra sao anh, mở mềm đi. Nhấn vô em. Để chủ nhân làm đi, tôi không biết làm, hư đền chết luôn á. Đây. À, mở ra. À. Wow. Xăng này nhóc luôn. Xăng này nhóc luôn. À. Vậy lát cho em mượn chạy thử nha. Rồi em cứ chạy tới ngày mai quay trở về. Rồi. Nhầy chống mất cắp anh ơi. Chứ cái này mà em nhớ bình xăng 67 hồi xưa mà đậu ngoài đường á. Đậu ngoài đường á, nhiều khi vô nhà đi ra cái mất cái nắp. Đúng rồi. Kính thưa quý vị, cái bình xăng này sinh năm 1972 là năm nay nó 48 tuổi rồi. Nó hơn tôi 1 tuổi mà nhìn nó còn mới hơn tôi nữa, nó đẹp trai hơn tôi nữa. Mà kính thưa quý vị, thí dụ cái bình xăng nó màu đen thì nó còn dễ giữ màu, còn riêng đặc biệt cái màu đỏ đó anh Tiến, nó ra nắng nhiều nó đúng sẽ rồi, bị bạc. Mà cái bình xăng này nè còn đẹp như vậy chứng tỏ là chủ nhân ít có chạy và rất là gìn giữ, rất là kỹ đó. Còn tới cái yên, ủa cái yên nó sao màu sắc kỳ vậy anh? Đây yên này, đây là yên mình bảo vệ cái da, lớp da bên trong em. Ủa vậy hả? Bên trong một cái yên rất là mới. Yên zin hả? À, em có thể anh có thể lột quần áo cho khán giả coi bên trong được không? Bây giờ nếu mà lột ra thì phải mở yên lên em ạ. À. Vậy hả? Khó tại lắm vì à. Cái này rất kỹ. Đây là em xem lớp da zin nó còn. Do da zin đâu? Đây lớp da zin và yên rất là mới. Bởi vì chủ nhân rất là kỹ ha. Rất là mới. Rồi. Bây giờ tiếp tục cái yên này xong tới. Ủa ba còn ga cái ba ga này, ba ga gì lạ lùng vậy? Ba ga này quyền thoại đấy em à. Sao vậy? Đấy, nó là xì tóp được nè. Ủa có nếu đèn. Nếu mà em sử dụng em thắng thì em sẽ xì tóp được. Bây giờ thử cháy được không? Đó. Giờ cháy không? Dây anh không có câu. Tại chưa câu à. Đây em quay cái logo này đúng có nhận nè. Vậy hả? Đấy, hàng bắt tay nhau đó. Em quay cho rõ cái chữ. Ủa anh ơi, sao cái này nó có made in Japan luôn nè. Đúng rồi, nó còn guarantee chưa tháo tem luôn em. À, kính thưa quý vị, cái ba ga này là Tiết Cương lần đầu tiên trong lịch sử loài người Tiết Cương mới thấy nó nha bà con. Cái ba ga này gì lạ quá ha. À rồi. À, anh Thiện ơi, xin phép anh cho em quay cái xe lại để em được em được em được. Để em cho khán giả coi rõ về cái cặp dè ha. Được em được. Quay về chạy gạch sao không anh? Sao hết chạy gạch chứ đừng chạy xe của anh được rồi. Rồi, kính thưa quý vị, đây. Cái dè trước của xe 72 là nó giống dè 67 đúng không anh? Giống 67. Nhưng mà nó si. Si em. Đó, mà sao dè nó còn mới hả? Mới, anh đâu có sử dụng nhiều đâu. Đâu ủa anh cái dè này nó là sắc si hả anh? Sắc si em. Vậy nếu mà theo thời gian, nếu mà mình sử dụng nước mưa nhiều nó sẽ bị sét đúng nổ không xét, anh? Nổ sét hết. Nó nổ sét hết. Nè đây đúng cái dè sau nha quý vị. Đó. Vậy là cái cặp dè này nó giống cái đời xe gì anh? À, 72 nó chỉ đặc biệt nó giống 71. 71 SS50E nó dạ, sẽ giống 72 cặp dạ, dạ. Dạ. Vậy là hai chỉ có hai đời cái hai đời nó giống nhau à, thôi. Đúng rồi. Ủa cái này sao nó bị lòi cái lỗ gì ngày vậy xưa, anh? Ngày xưa chủ nhân trước của anh nó bắt cái trắng bùng em. Dạ. Che nước đây nè. Ờ à, đúng rồi, bây giờ mình tháo ra phải không? Dạ, tháo ra. Cái này để mình lịch sự mình chạy không có văng nước đúng ra cái rồi, người phía sau. Mình để như vậy thì nó sẽ chứa nước cho nên nó sẽ làm một cái đuôi dè mình. À mà cái dè mình lại là sexy. Đúng rồi. Bây giờ nó bị cái lỗ này. Lỗ dè. Phải chịu thôi ha. Chịu thôi. À đây thưa quý vị, đây là cái cặt te của nó nha. Một xanh. Nước sơn zin cũng còn rất là mới tinh luôn. Ủa còn cái này là gì anh?
mình chống chày đó em, gắn vô để cho các chân sau khỏi bị chày, gắn vô thêm ha. Rồi rồi sẵn đây đang đây thôi, mình vô cái niền nó luôn. Rồi. Cái niền viên nó là có chữ gì anh? Hiện bây giờ xe này anh đang gắn là niền DD đó em. Có chữ DD đâu? DD 140x17. Dạ đây phải không? Đó, cái chữ của nó đây bà con nhớ nha, nhớ thông số để vào. Ông Thiện nói DD 140 gì đó. Cặp vỏ này vỏ viên theo xe này hả? Đúng rồi em, đúng rồi. Nứt hết luôn rồi nè anh. Do mình ít chạy đúng không anh? Đúng rồi. Nó nứt hết nè bà con. Còn cái phuộc sau của nó thì cũng giống như 67 là phuộc 3 tầng nha bà con. Đúng rồi. À, ủa còn cái bảng số của nó là sao anh gắn ba cái cục này làm chi vậy? Anh gắn ba cục này ý của anh muốn nói lên là tất cả những người tham gia giao thông khi thấy đèn xanh là đỏ dừng lại cũng phải ráng chú ý, mà giờ biển số xe anh coi nó gấp cột đèn cho đèn đỏ. Quá trời, ông chủ này ổng cũng nghệ sĩ dữ ha. Ủa còn cái cho em hỏi cái cặp đèn xi nhan với cái đèn lái này là nó giống 67 không anh? Giống ngang nhau luôn em ạ. À. Như nhau phải không? Nhưng mà đèn lái của 72 á thì nó lại là đồng tiền nằm giữa nha em. Dạ, còn của 67? 67 đồng tiền nó nằm sệ. Nó sệ xuống đâu? Sệ xuống đây em. Sệ đây xíu nha. À, bà con nhớ nha. Của 67 á cái đồng tiền nó bị sệ, nó bị sệ á, do nó xài nhiều bị sệ, còn 72 là đồng tiền ngay giữa nha bà con, để tránh cái sự lầm lẫn và mua nhầm đời gắn vô xe của mình. Và 72 có 7 râu đây nữa nè. Có gì nữa anh? 7 râu. 7 râu là gì? 70 râu. 7 râu là sao? 7 râu nằm ngay cái điểm giữa này nè. Đúng đèn lái 72 nó sẽ thể hiện 7 râu nằm ở đây. 7 râu là gì? Thì em nói 7 râu sau này người ta tự chiêm ngưỡng. À dạ dạ. Rồi 7 râu luôn, tôi không biết rồi. Gì luôn. Rồi bây giờ tiếp về cái gáo đèn trước này, để tôi kiểm tra có đúng đời không nha. Dạ. Tôi, bà con biết kiểm tra sao không? Phải dân mà rành xe như Tiết Cương mới biết. Đây, ở dưới này mình sẽ thò tay vô nha bà con, mình rờ. Nếu mà nó lỗ nhỏ đó mới là zin, mà lỗ lớn là nó mất zin. Lỗ lớn là của hàng Thái Lan đời mới. Máy thấy nổi không trời? Ê đây nè, đây nè, nhìn vô thấy nè, thấy nè, thấy nè. Đó. Bà con nhớ nha, lỗ nhỏ mới là zin nha, lỗ lớn là mất zin rồi đó. Tiết Cương nó đùa vậy thôi. Chứ cái lỗ nhỏ là hàng theo xe. Còn cái lỗ lớn là sau này của cái nhà sản xuất Honda Thái Lan, họ sản xuất ra sau này thì cái lỗ nó bự rồi nè. Nhìn ghê lắm, lỗ bự nhìn ghê lắm. Nhưng mà có thể thay thế được em. Đúng, mình có thể thay thế gắn vô, người ngoài nhìn vô không hề biết là gáo đèn đà mới, nhưng mà đúng dân chơi xe họ lại họ lấy tay họ gờ vô cái lỗ là biết là đồ giả liền. Nơi vậy là cái phục trước nó giống 67 phải không anh? Giống y chang 67 em. Nó chỉ khác cái này là xi thôi. Xi thôi. Nhưng mà cái này là sắc xi luôn không anh? Sắc xi em chà. Vậy là nó cũng dễ xét nữa ha. Đúng rồi. Rồi. Ủa anh ơi, còn cái logo cánh chim này sao? À, logo cánh chim 72 với 67 đời cao thì nó sẽ xài giống nhau. Xi em à. Dạ. Này giống ha anh, giống 67. Y chang luôn. Ủa sao đây nó có cái tem gì vậy? Tem là made in Japan á. À, cái tem nằm ở đây luôn hả? Rồi, bây giờ mình đi sẽ vào cái chi tiết cái máy nha bà con ơi. Cái sao cái lồng của nó lồng nó lồng sắt anh? Lồng sắt sơn bạc đấy em. Lồng của 67 có một số đời là lồng nhôm, một số đời lồng sắt đúng không anh? Đúng rồi. Lồng gan chứ không phải lồng sắt em. À, lồng gan em nói nhầm. Có nghĩa là một số đời lồng sắt cái gì? Lồng gan với lồng gì đó? Lồng với lồng nhôm. Vậy này là lồng gan hả? Lồng gan sơn bạc. Lồng gan sơn bạc nha bà con. Còn cái này mà Tiết Cương thích nhất và nhớ nhất kỷ niệm về chiếc Honda 72 là cái chụp này. Hồi nhỏ mà ở dưới quê á, mình hay thấy mấy ông già mà chạy mấy chiếc xe 72 á, lúc nào có cái chụp này, bây giờ mình cũng đang thắc mắc. Bây giờ em nhờ anh Thiện giải thích cho Tiết Cương với quý vị khán giả xem là cái này là zin của Nhật hay là của Việt Nam mình gắn, và gắn vô đây nó có tác dụng gì. Rồi, anh giới thiệu cho em hiểu là đây là cái đồ che bình xăng con. Để làm gì anh? Là thập niên mà 80 mấy của mình á. Dạ. Thì thường xuyên á, là đậu nó về dễ bị mất cái chén xăng ở dưới đây em. À, dễ bị tháo cái nắp dưới. Đấy. Á. Cái nhạo á. Đúng rồi. Chén nó chỉ còn á, lấy cái tay khều cái lấy cái nhạo ra liền. Thì sau này mấy nhà sản xuất Việt Nam mình thấy như vậy mới là chế tạo ra một cái bọc bình xăng con. Để bảo vệ. Rất là đẹp. Dạ. À, mà nó dính theo xe này năm 80-82 đến bây giờ đây em ạ. Mà em có thắc mắc là tại sao 72 gắn nhiều hơn 67 anh? Đúng là tại vì 72 gắn vô trang điểm nó rất là đẹp em. Với lại là 72 là thường là xe mấy ông già đi, mấy ông kỹ. Còn 67 thanh niên đi thì nhiều khi họ bụi bặm họ không muốn gắn ha. Đúng em, đúng rồi. Rồi rất đẹp em ạ. Cái giò số nó thì nó giống 67. Giống 67. Giống 67. Rất đẹp em ạ. Cái đuôi cá còn ngon lành quá. Gai rồi rất đẹp. Dạ.
Dê đây rồi, sẵn đây. Anh Thiện giới thiệu với khán giả xem số sườn, số máy của 72 có gì đặc biệt so với 67. 72 là nó SS50V nha em. Dạ. Giờ đó là đúng 72, còn 67 mình nó là SS50. Dạ. Không có chữ cái nào đi kèm. Dạ rồi. Rồi sẵn đây có anh Thiện là chuyên gia về S50. Giờ dạ. Tiết Cương cũng xin nhờ anh tổng kết cho quý vị khán giả biết cách nhận biết số sườn, số máy của từ 65 để khán giả có thể nhìn nhận một cách cụ thể nhất. Là đầu tiên là S50-65 là số sườn là sao? 1S 1S50 1S50, 1S65 à. Thì gọi là 65 à. Gọi là 1S luôn nha em. 1S rồi. Bắt đầu bước qua 66. 66 là? 66 là số khung nó nằm tại điểm sườn. Số khung nằm đây. Nằm tại điểm sườn. Đây. Đây là 66 nằm đây. Cái này bà con đã biết rồi. Và bi đông ngang. Vì đông ngang và đó, nó số sườn, số máy nó có chữ gì anh? Số sườn vẫn là SS50 em ạ. 66 bằng SS50. Rồi tới 67 là SS50. Đúng. Tới 68 là CL50. 68 là CL50. 69 SS50M. 69 SS50M. Rồi tới 70. 70 là CD50. CD gù. CD50 gọi là bình xăng gù gù lên đấy. Là CD50. 71 là SS50E. Ừ đúng rồi, chính xác. À, yeah. Giỏi quá ta, giỏi quá ta. Và bây giờ tới đời 72 là SS50V. V okay. Nha bà con. Rồi. Bây giờ em sẽ quay ra đây để cho khán giả chiêm ngưỡng tuyệt tác 72 đẹp nhất, nó chính là cái bô. Đó. Anh ơi, em thấy một số đời có cái bô dắt nè, 65 nè, bô dắt nè, 68 bô dắt, nhưng mà em thấy không có cái bô nào đẹp bằng 72 đúng không anh? Đúng em à, cái tiếng của bô 72 nó đặc trưng đấy em à. Đặc trưng hơn hả? Đặc trưng, nó nổ rất là giòn, ọc 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 vậy đấy em. Và em cảm giác cái đòn của nó dài hơn không anh? Cũng vậy em à. Ủa giống hả? Bằng nhau hết. Nhưng mà của 72 nó lại nhìn vậy, mà có cách nào mà để cho khán giả họ nhận biết của 72 với của 68 khác nhau chỗ nào không anh? Em à, 69 cũng bô dắt luôn. 69 vẫn bù dắt, nhưng mà cái bát cũng bù dắt á. Dạ. 69 thì bắt ngay cái về nè. Bắt ngay về. À. Còn 72 thì bắt ngay điểm đây thường. Nha bà con. 72 bắt đây nha bà con. À. Đó. 69 thì bắt ngay đây nha em. Dạ dạ. Đấy. Rồi. Vậy bây giờ tuyệt tác cái bô này, nếu mà zin cỡ cái bô này giờ thị trường giá khoảng nhiêu anh? Giá thị trường khoảng 100 triệu em ạ. À. Nhớ nha bà con, 100 triệu. 100 triệu. Bữa nào kẹt tiền mượn đi luộc. Sao anh dồi luôn? Dạ, bây giờ cho em nổ máy cái nha. Nổ máy đi em. Anh dặn mẹ em đi, không biết dặn. Nó em bị chỗ nào hả? Bận lắm thôi, cái đó. Nó hơi cứng. Em nhét không? Em nhét sai chìa khóa rồi đó. Nghe sai cái gì. Rồi, bây giờ Tiết Cương sẽ nổ máy cái xe này nha bà con. Ồ, rất giòn, cái nổ liền. Bà con nghe tiếng bô nè. Nó ọc ọc đã quá anh. Đó, ọc ọc đó. Tiếng này là đặc trưng của 72 đó. Đã quá ha. Rồi bây giờ nói gì nói chứ cũng phải cho em thử một cái ha. Thử đi em. Rồi chạy ok. Chạy rồi. Chạy coi nó ngon không. Để em lấy cái mũ bảo hiểm đội vô nha. Anh Thiện giờ cho em chạy thử nha anh. Ớn quá. Chạy chiếc xe 1 tỷ mấy. Cảm thấy rung và hồi hộp quá. Không biết cái hộp số đó, lỡ có chuyện gì tiền đâu đền. Yên tâm đi, em có chạy nhiều xe rồi, không đến nổi đâu anh Thiện, yên tâm đi. Vô phải vô cẩn thận nha bà con. Nè, vô cẩn thận nè. Coi nè, đó, nhẹ nè. Đó, cái âm gia đã ôm vô nó bắn lên liền. Rồi bây giờ Tiết Cương thử nha. Thử chiếc xe SS50 1972 đẹp nhất Việt Nam. Chạy thôi, yeah. Dạ. Ô, đã quá, đúng là tiền nào của nấy. Anh Thiện ơi. Ôi. Trời ơi, xe chạy đã quá anh ơi. Sướng không, sướng không em, sướng không? Nó tuy nó có 50 phân khối nhưng mà chạy nó rất là mạnh và nói chung là rất là ngọt. Đúng là xứng đáng luôn. Ủa, anh đem gì theo ra đây vậy? Đây là nãy giờ anh quên nói cho em nghe, đây là cuốn catalog của xe 72 mình nè. À. Trời ơi, bà con. Hình như là chỉ còn có mình anh sở hữu được cái quyển sách này thôi. Đúng là không hổ danh lời Tiết Cương giới thiệu. Anh Thiện hôm nay ảnh đưa ra một cái chiếc xe SS50 mà có catalog luôn. Đó, có chữ ký tặng nè. À, Thành Tấn, à, có mua Việt Nam Hà Nội gì đó. Đó, 1978 nha bà con. Rồi xin mời bà con coi một số thông số về SS50V, V là 72 nha bà con. Đây đó.
Backlit for Honda SS50V, for work, the board, condition, remainly, but a separate model, operation, thôi khó bỏ qua luôn. Đó, đây những cái tính năng của nó nè. Đó, đây chỉ nè. À, đây là hướng dẫn số sườn nè anh. Số sườn nè, đó. Đó, này hình ảnh dán chiếc xe nè bà con. Đó, nhiều lắm. Chi tiết của nó từng món nè. Đó, mình coi không nổi đâu. Cái này để về nghiên cứu thêm hen. Dạ rồi, cảm ơn anh. Ủa còn cái tụng bàn để làm gì anh? Cái tụng này là khi mà còn mang xe nguyên bản về là có cái vỏ sách này theo em. Giống đã. Giống vui vậy? À. Cái màu đỏ luôn. Màu đỏ luôn. À, để đựng đồ nè bà con. Đó. Giống cái bóp đầm quá ha. Đúng rồi. Đó rồi. Này, này lâu quá thì nó bị sút rồi. Lâu quá nó bị đứt dây rồi. Đứt dây rồi, thôi mình đeo đi. Rồi. Rồi đeo vô. Cảm ơn anh đã tặng em chiếc xe với cái túi sách nha. À, về nhớ sang tên nha em. Xong rồi chuyển khoản luôn hả? Chuyển khoản luôn. À, kính thưa quý vị, như vậy là nãy giờ qua những giây phút trải nghiệm rất thú vị mà anh Thiện đã dành cho Tiết Cương và quý vị khán giả, thì Tiết Cương rất là thích và cảm thấy rất hạnh phúc khi đã trọn vẹn giới thiệu quý vị khán giả bộ sưu tập SS50 này. Cảm ơn anh Thiện đã dành cho em và quý khán giả những giây phút rất là quý báu của anh. Rồi, tuy anh bận nhiều việc, anh bận đi kiếm tiền. Nhưng mà anh vẫn giúp đỡ cho em để giới thiệu với quý vị khán giả. Đúng là cái đam mê đúng không anh? Đúng em chạy. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, ngay cả một chiếc xe giờ còn cái catalog này rất là hiếm. Và bây giờ thì Tiết Cương xin chào tạm biệt quý vị. Và xin khép lại series review SS50 và hẹn gặp lại quý vị ở một những chiếc xe khác. Tiết Cương sẽ cố gắng tìm để giới thiệu quý vị những chiếc xe lạ, độc đáo và cổ xưa để phục vụ bà con. Tiết Cương xin chào tạm biệt quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở những clip sau. Nhớ subscribe kênh của tôi nghe. Xin chào.